Game này là game 2 rồi bạn ơi. À đây rồi, trận thi đấu sẽ được bắt đầu rồi. Vậy là xuất phát bên phía Seaside, trước sẽ là thành viên bên phía NIP. Vâng, có vẻ ở đây sẽ là một round đấu với Hellraiser bắn ở cái round Piston sẽ là khá phức tạp. Khi mọi có tới hai người mua bom. Vâng, có vẻ như muốn rớt B không? Hay Dennis đang chọn vị trí đứng rất đẹp. Bây giờ thì Dennis đấu súng rồi, Dennis nằm xuống với Angel. Giờ thì Red cũng đang muốn solo em. Còn Drop Zone đẩy ra, giờ thì Get Right nằm xuống với Gusik rồi. Red bị gục bởi Gusik. Bây giờ thì còn một mình Forest trong Drop Zone thôi và ES headshot được Forest. Và cuối cùng thì ES kết thúc round đấu với double kill và đem về ra thắng đầu tiên cho Hellraiser. Vâng, một round đấu mà cứ tưởng chừng rằng là sẽ một tình huống đánh bài các kiểu tới từ Hellraiser. Tuy nhiên thì không, và họ chỉ đẩy ra và bắn vào mồm của NIP thôi. Vâng, đúng là sang map pick của mình cái bắn nó tự tin ngay. Vâng, giờ thì đang solo A tới vị trí Huracan với duy nhất một khẩu CZ giáp 2. Vâng, flash được trả ra rồi. Và giờ thì đang có những tình huống gây áp lực lên khu bom xài A. Tuy nhiên thì Draken vẫn chưa hề có một dấu hiệu gì là gọi những người đồng đội với khu bom xài A cả. Vâng, Draken đang muốn đẩy ngược ra khu A long. Có vẻ như là những tình huống đẩy tới vị trí của Draken nó đang là khá là hợp lý thôi. Giờ thì gọi vị trí Getrai về check lại khu vực mid. Ông đang có một tiếng đẩy ra belong gần vị trí của Dennis rồi. Tuy nhiên thì Hellraiser lại muốn chiếm khu drop zone. Red vừa bắn yếu được Deadfox và giờ thì Dennis đã của Deadfox thành công trước khi nằm xuống bởi Gusik. Vâng, Getrai. Getrai có mình mạng rồi nhưng giờ thì Bondic đổi mạng Getrai. Vâng, bom sai đó còn vị trí của Forest. Vâng, Forest headshot được Bondic rồi. Forest làm một play bắn Nico rất hay và đó là hai mạng dành cho Forest. Gusik đang muốn đẩy ra solo em. Vâng, giờ thì Gusik nằm xuống bởi Red rồi. Một đều dành cho NIP. Một tình huống bắn Dico mẫu mực tới vị trí của Forest. Rồi chúng ta cùng xem lại tình huống bắn Dico. Ừ, bắn toàn mặt luôn. Nó là đẳng tới được vị trí của Forest. Vâng, Hellraiser thắng cho mình round đầu Piston. Tuy nhiên thì ở ngay second round thì họ lại để thua. Bây giờ thì họ sẽ bị đẩy vào thế khó thôi. Key round dành cho Hellraiser. Quả smoke khá ý đồ được trả ra tới từ NIP. Vâng, Getrai thì lại cầm một khẩu shotgun để kê vực drop zone. Giờ thì Draken headshot được Angel rồi. Vâng, liệu cũng muốn lùi về không này? Lợi thế hơn người dành cho NIP. Và bây giờ thì Getrai cũng đang back về khu vực balcony. Red sẽ là người thế vào để kê vào khu vực drop zone. Kê bán khu vực drop zone là rất an toàn tới chỉ của Red. Chỉ cần nghe một tiếng thôi thì ngay lập tức là Red rút bom lửa ra và lùi về. Không hề có ý định cường khu vực drop zone khi mà Red đang cầm với một khẩu AK. Và nếu mất khẩu AK thì mọi thứ nó sẽ đổi chiều ngay. Bây giờ thì có một lửa trả vào rồi. Draken thấy được như Bondic rồi và giờ thì Bondic mới là người hạ gục Red thành công. Gusik vừa headshot được Draken trong vực middle. Và giờ thì Getrai đổi cho mình một mạng Gusik. Vâng, Getrai. Getrai bắn yếu thêm một người rồi. Tuy nhiên thì Bondic lại có cho mình double kill và thanh niên của Connect đã nằm xuống. Đó là vị của Dennis. Vâng, lại là một tình huống nữa mà hơi khó hiểu tới từ NIP. Toàn là những khẩu lục thôi. Tuy nhiên thì đội hình của NIP trong cái round đấu vừa rồi lại bị tách ra. Vâng, đội hình của họ không có gì liên quan đến nhau trong đó vừa rồi cả. Bây giờ sẽ là một tiếng retake. Tuy nhiên thì đội hình của Hellraiser đang là quá đẹp. Vâng, có người giữ drop zone. Bây giờ thì Bondic hạ của Getrai rồi. Forest lộ vị trí. Bây giờ thì sao? Vâng, đang móc ở đằng sau rồi. Forest sẽ nằm tình huống này rồi. Check là rất cẩn thận. Tuy nhiên ES headshot của Forest thành công và đem về đó thắng thứ 2 dành cho Hellraiser rồi. Một round đấu mà đội hình của NIP bị chia cách ra và rất khó quyết định fork bài tiếp theo một lần nữa tới từ NIP. Vẫn có những khẩu Deagle và những khẩu CZ và Deagle. Trận thi đấu đang khá căng thẳng. Tiếp tục là một key round nữa dành cho cả hai team. Lần này thì NIP quyết định stack 4 bom say B rồi.
Draken vẫn là người đảm nhiệm trách nhiệm solo khu vực bom sai A, và Draken vừa nằm xuống với cú xích rồi. Giờ thì đội hình của NIP sẽ phải có những tình huống back up về rồi. Vậy là Forest sẽ là người back về khu vực bom sai A với một khẩu Deagle. Vâng, vậy là NIP sẽ đánh lô trong round này, họ chủ động stack khu vực bom sai B luôn, stack 4B bán bài luôn. Vâng, trong khi đó thì Angel có một tiếng đẩy lên khu vực mid, và đây sẽ là giao thắng thứ 3 như Hellraiser. Vâng, 3-1 dành cho Hellraiser rồi. NIP nên có cho mình một round xếp súng đi. Lộ vị trí tới từ Dennis, và giờ này Dennis vẫn đang rất chảy cối và có vẻ như muốn retake hay chăng đây. Vâng, bắn là rất chảy cối. Bây giờ thì có sủi hay không? Vâng, mọi vị trí đẹp nhất ở trong vụ bom xe A đã được chiếm bởi Hellraiser rồi. Trong khi đó thì Dennis vẫn sẽ quyết định cương ở trong khu vực connect. Sẽ là những tình huống cố gắng bắn yếu súng của Hellraiser. Vâng, lần này thì NIP không thắng được Fogbite nữa rồi. Họ xếp được cho mình 4 khẩu súng. Vâng, đúng là sang map pick của Hellraiser cái thì mọi chuyện nó cũng đang đi theo một chiều hướng khác luôn. Bây giờ thì Dennis sẽ người solo A chứ không còn phải là vị trí của Draken nữa. Vâng, vẫn trung thành với cái trò stack 4 bom sai B tới từ NIP. Vâng, lại một lần nữa thì Hellraiser gây áp lực của vụt mid. Tuy nhiên thì Dennis, vâng, đến khoảng 1 phút 25 giây thì Dennis mới bắt đầu gọi Forest về. Bây giờ thì sao? Vâng, bắn là lỗi tới được Forest. Và Forest chưa biết có một người áp sát gần rồi. Và giờ thì Forest nằm xuống với Angel. Lợi thế hơn người cho Hellraiser. Tuy nhiên Dennis vẫn đang giữ được vị trí đứng khá đẹp. Nhưng đó chỉ là một khẩu CZ thôi. Và ở cái vị trí đứng này thì giỏi lắm, Dennis có thể đổi cho mình một mạng chứ không hơn. Vâng, giờ thì Dennis thậm chí đẩy ngược ra và nằm giữa bảy gù xích. Những tình huống bắn rất trì của Hellraiser. Đẩy lên lấy vị trí và sau đó lại hầu pick ngược về, khiến cho đội hình của NIP phải bắn trong hoảng loạn, họ không biết đối phương ở đâu. Vâng, giờ thì Angel đang có những bước di chuyển ngược vào trong sai. Tuy nhiên thì vâng, vậy là Draken nằm xuống rồi. Get right đổi được một mạng chứ bị ủ với Death Fox. Giờ thì Red headshot Angel thành công, và lại là một tiếng 1v3 nữa. Tuy nhiên thì đang có móc, Bondic đang người móc, và giờ thì Bondic headshot được Red rồi. 4-1 dành cho Hellraiser. Vâng, lần này thì Vusik có ngắm cho riêng mình. NIP có vẻ như sang map thi đấu này cái là khó thở hơn rất nhiều rồi. Vâng, lần này thì trong một round full buy, NIP quyết định bắn cho mình hai bom sai A tới là vị trí của Forest cũng như Draken. Tuy nhiên thì đây là một round đấu mà rất ít bom mìn tới từ NIP rồi. Draken đang kêu góc cương. Rồi thì Draken bị bắn yếu rồi. Nửa máu chứ Draken có một flash trả vào, và ngay lập tức thì Death Fox headshot Draken thành công. Khó cho Forest rồi. Forest đổi ra vị trí stair. Tuy nhiên thì đây là một góc mà Forest nếu bị check thì sẽ nằm xuống rồi. Vâng, có smoke được trả ra. Giờ thì Red, vâng, xử lý là rất tỉnh táo đấy Red. Và giờ thì Forest vừa đổi cho mình một mạng của Angel, nhưng Dennis lại nằm xuống 7 ES. Ừ, những tình huống đổi mạng ở tốc độ khá cao. Rồi thì bom xe B đó là chỉ còn một mình vị trí của Red thôi. Liệu Red có tỏa sáng hay không?
Red đang chọn góc solo aim và giờ thì sao? Vâng, lửa trả vào. Red sẽ có vị trí đứng xấu hơn rất nhiều, nhưng giờ thì Red headshot được ES rồi. Red, vâng, Red tiếp tục. Vâng, Getrai bắn yếu được một người. Getrai có double kill và giờ thì Getrai bắn yếu cả bọn Nick rồi. Và cuối cùng thì Getrai có triple kill đó vừa rồi và đem về nó thắng thứ hai cho NIP. Một tình huống móc từ vùng bonsai A ra là rất mẫu mực tới đây vì những của Getrai. Bắn là hay. Vâng, giờ thì sẽ là key round dành cho Hellraiser. Mặc dù họ thắng cho mình 4 round đấu rồi, tuy nhiên những round đấu của họ là khá vất vả, số tiền còn lại là không nhiều. Vâng, liệu có định rớt B không đây? Vẫn là những tình huống gây áp lực lên cục bom sáy B rồi, không hề có những tình huống rớt. Vâng, trong round này thì Draken đã có ngắm cho riêng mình rồi, tình huống chủ động kẹp hai long. Tuy nhiên thì ở 1 phút 30 giây thì NIP bắt đầu có những dấu hiệu muốn bách về một stop. Vừa có smoke được trả ra để che cái khu vực bị lòng. Còn NIP có vẻ như là cũng biết bắn mang thi đấu này chứ không phải dạng vừa. Giờ thì làm sao đây? Red có một mạng của Deadfox khi nằm xuống bởi ES. Đổi mạng rồi. Giờ thì đang muốn chiếm drop zone. Có một flash được trả cái khu vực bị lòng. Tuy nhiên thì NIP đã mất đi khu vực drop zone rồi. Giờ thì họ sẽ để cho Forest kê outside ngoài khu connect thôi. Còn hai người bắn trong khu bom say B thì sẽ chọn những góc đứng kín. Có một nade trở vào khu drop zone, một quả nade cực kỳ chất. Giờ thì sao? Getrai bị gục bởi Angro. Tuy nhiên thì Dennis có vị trí đứng đẹp. Và Dennis, vâng, Dennis cần phải có cho mình ít nhất là một mạng round này. Giờ thì Dennis chết chạy. Vâng, Angro nằm xuống bởi Forest. Nhưng ngay lập tức thì Uzi kết thúc round đầu với double kill. 5-2 về cho Hellraiser rồi. Vâng, map trước thì Dennis bắn hay bao nhiêu, sang map này bắn tệ bấy nhiêu. Một tình huống mà Dennis được bắn trước, tuy nhiên thì sấy là lỗi. Vâng, Gunsick quay một phát 180 độ, vả phát mồm Dennis luôn, không nói nhiều. Tầm này thì lại chốc rồi anh em ạ. Thật ra là cái map này thì cũng rất dễ là over thôi. Tuy nhiên thì bắn bên city side thì có lẽ là phải cần lên được khoảng tầm 5 round. 15 là một tỷ số đẹp. Và giờ thì Gusik kết thúc Red rồi. Gusik có cho mình double kill và Angel hậu get ride thành công. Deadfox có mạng của Forest. Và giờ thì Deadfox kết thúc round đấu với hai mạng trong khu vực A-Long. 6-2 nghiêng về cho Hellraiser. Vâng, Dennis nó chỉ bắn lỗi có một round thôi, mà bây giờ đã có ông đòi trừ Dennis cộng Golden rồi. Vâng, Dennis nó bắn hay như thế mà bây giờ NIP nó còn đang thua. Lấy ông Golden về khả năng NIP nát luôn, không nói nhiều. Vâng, bây giờ thì Hellraiser đang bắn mid nhanh rồi, một tiếng trả mid nhanh và Draken là người solo. NIP đang rotate về, tuy nhiên thì đây là một đau đầu eco tới NIP thôi và cơ hội là không nhiều. Deadfox vừa hạ cũng Dennis thành công rồi. Nhờ thì Getrai đang muốn đẩy qua smoke. Vâng, Getrai đẩy qua smoke đi anh ơi. Đúng rồi. Giờ sao? Úi giời ơi. Úi giời, vâng, Getrai có một mạng ghi bị nằm xuống bởi ES và giờ ES có double kill rồi. Draken lộ vị trí và cuối cùng thì bọn Nick là người kết thúc round vừa rồi và đem về round thứ 7 cho Hellraiser. Vâng, mình đã bảo rồi. Đây là map pick của Hellraiser và sang cái map này thì mọi chuyện nó sẽ khác. Tuy nhiên thì bây giờ trận thi đấu mới trải qua 9 round đấu thôi và mọi chuyện thì có lẽ là chưa thể dự đoán được quá sớm. Trong một round đấu mà NIP chủ động bắn hai ngắm, Dennis sẽ là người bắn second, sẽ là người bắn ngắm phụ của NIP. Dennis bắn ngắm bom say B, trong đó Draken sẽ là người bắn ngắm cương của vực A-Long. Ừ,
Xong bây giờ thì NIP đang muốn đẩy ngược lên khu bi long rồi, họ bán cực kỳ cương luôn. NIP thật ra bán mắt thì đấu này là rất tốt, tuy nhiên thì từ nãy giờ thì chỉ là những tình huống mà đấu skill lỗi thôi, đấu skill không lại thì mới thua thôi. Bắn mắt thì đấu này cũng là khá chắc chắn tới đây NIP. Vâng, giờ thì đang có một tình huống mạng rổ di chuyển ngược lên của A-Long. Tuy nhiên thì Draken vẫn đang rất cương và có vẻ như Hell Razor sẽ quyết định chiếm một khu drop zone rồi. Vâng, mạng rổ đang back về với những người đồng đội. Bây giờ thì chiếm drop zone. Xuống tới hai drop zone nhưng Getrai vừa trả vào một quả lửa. Giờ thì Forest nằm xuống với Bondic. ES headshot được Getrai thành công. Vâng, hai người kề drop zone chết trong một nốt nhạc. Giờ thì Angel headshot được Dennis. Red đổi lên một mạng. Giờ thì sao? Red có double kill nhưng bị ảo cũng bởi Gusik rồi. Vâng, vừa rồi thì Red bắn quá tốt khi mà đổi hai, tuy nhiên thì vâng, ba ông già còn lại thì lại chết chay hết. Giờ thì Draken bị gục và nó là double kill cho Angel. 8-2 nghiêng về cho Hellraiser. Vâng, để comeback ở trong map thi đấu này thì sẽ khó cho NIP, tuy nhiên ít nhất thì phải lên được 5 round cơ. Và giờ sẽ là một đường đánh bom xe B nhanh rồi. IS đang đi đầu. Một đường NG vào và IS có một mạng ghét rai. Double kill cho IS rồi. Và giờ thì sao? Vâng, NG là rất mạnh. Giờ thì Dennis lộ trí. Dennis là của Dead Fox nhưng nằm xuống với Gusik rồi. Và giờ thì Forest. Vâng, Forest bắn lỗi. Forest bị ảo hụt bởi Bondic. Và giờ chỉ còn một mình Draken rồi. B250 giáp 1. Cơ hội dành cho Draken là không nhiều. Bây giờ Draken sẽ đi đâu đây? Vâng, con deck thì có nhắm kê rồi. Trong đó thì drop zone đó là vị trí của Bondic với một khẩu AK. Mình nghĩ là Draken nên xếp súng rồi, giữ một cái giáp 1 và một khẩu B250. Round đầu sau thì có thể mua ngắm được. Bắn giáp 1 và mua ngắm thì sẽ là hợp lý tới vị trí của Draken rồi. Vâng, map 1 thì NIP thắng với cái tỷ số 16-2 nha bạn nha. Vâng, giờ thì Draken hạ gục thành công Bondic rồi. Nhưng ngay lập tức thì Gusik đổi mạng thành công. Vâng, một tình huống bắn rất cục tới được bộ đôi của Hellraiser. Và 9-2 nghiêng về Hellraiser rồi. Đây, chúng ta cùng xem lại một tình huống tăng vào trong sai rất rất hay tới được vị trí ES thôi. Key round nữa dành cho NIP. Vâng, lần này Draken có ngắm và Forest cũng vậy. Vâng, vậy là hai người bắn bom xe A đều có ngắm. Tuy nhiên thì đây sẽ là một round đấu mà Forest chủ động solo A rồi. Draken lần này sẽ được luân chuyển ra khu vực bom xe B. Vâng, đang muốn đẩy lên bắn nhau phục B long tới từ Draken. Tuy nhiên thì Gusik đã kê trước rồi. À không phải, đó là vị trí của Bondic. Vâng, với khẩu ngắm mà kê thẳng trực diện ra cùng B-Long như thế này thì Draken sẽ có rất nhiều thông tin cho NIP. Họ sẽ dễ bắn hơn rất nhiều. Vâng, chỉ cần cương khu vực drop zone thôi. Vâng, nhưng giờ thì Hellraiser nhìn cái đội hình này thì khả năng cao sẽ là một round đấu mà Hellraiser muốn đánh vào trong khu vực bom xe A. Vâng, Forest đang có góc kê rất đẹp. Giờ thì Forest kết thúc được Dead Fox rồi. Angel đang muốn đẩy lên. Vâng, giờ thì Getrai headshot được Angel. Bom đã lộ, tuy nhiên thì Gusik mới là người có mạng Getrai thì vừa rồi. Time còn là 50 giây. Drop zone đã được chiếm rồi. Tuy nhiên thì trong bom sai B đó là còn vị trí của Draken với khẩu ngắm. Vâng, giờ thì ES đang muốn bỏ ra, tuy nhiên thì có smoke được trả ra. Rất cẩn thận tới từ. Vâng, giờ thì ES check hay không? Vâng, ES nằm xuống về Red nhưng Bondic đổi mạng thành công. Draken hạ gục được Bondic. Vâng, giờ thì bom, Gusik đang có đẩy ra một quả flash là khá chết nhưng bắn là lỗi tới thì Gusik. Một lửa trả vào và giờ thì Gusik sẽ bắt Draken. Vâng, có bắt hay không? Flash trả ra backup là quá tốt tới từ NIP. Giờ thì Gusik. Vâng, Gusik bắn lỗi rồi và Gusik nằm xuống về Dennis. Round thắng thứ 3 dành cho NIP. Tuy nhiên thì đó là một tình huống reset tiền. Và đây sẽ là một key round nữa cực kỳ quan trọng dành cho NIP. Khi mà round đó vừa rồi họ mất tới 2 súng. Một key round tiếp theo dành cho NIP.
Lần này thì Dennis cùng với Forrest sẽ là hai người bán khu bom xe A khi mà Spore của Dennis là mắc binh ở trong khu vực A-Lo. Một tình huống Spore siêu đẹp tới từ vị trí của Dennis. Đội hình của NIP đang là khá linh hoạt khi mà họ có những tình huống đổi vị trí cho nhau. Getrai vẫn là người canh trong vực drop zone. Bình thường thì mình nhớ không nhầm thì người canh drop zone của NIP đó là vị trí của Red. Tuy nhiên thì có vẻ như ngày hôm nay cũng sự xáo trộn. Lại một lần nữa thì control khu vực drop zone rồi. Vẫn đang giữ tới 5 người ở khu vực tunnel. Không hề giấu giếm ý đồ đánh vụ bom sai B một chút nào cả. Và giờ thì time còn là 45 giây. Bắt đầu có những quả bom trả ra rồi. Tuy nhiên thì Hellraiser vẫn đang fake viết các kiểu rồi. 35 giây. Làm cái gì đây? Vậy là câu được hết bom của NIP rồi. Và giờ thì khoảng timing vào sai đẹp nhất dành cho Hellraiser là đây chứ đâu. Tuy nhiên thì Draken vẫn còn Draken đây. ES vừa cùng Red thành công rồi. Giờ thì sao? Draken đổi lên mình một mạng của Bonix nhưng ngu xích lại kết thúc được Getrai. Giờ Draken sẽ bị quay. Draken có double kill rồi và giờ thì Dennis hạ cùng ES thành công. Thì cũng là 2v3. Giờ thì sao? Ngu xích hạ cùng Draken rồi. Bom xe B đã thủng. Tuy nhiên thì đá là có người. Và giờ thì Dennis nằm xuống với hàng dèo. Bom đầu. Vâng, bom đặt được rồi. Và Forest sẽ có một 1v2. Và giờ thì Forest là ngu xích rồi. Đúng là thằng ngu. Vâng, đéo hiểu sao đẩy ra bắn nhau. Và giờ thì Forest. Vâng, Forest có double kill rồi. Và đem về đầu thắng thứ tư dành cho NIP. Vâng, đúng là mấy thằng này chỉ thích bắn nhau rồi. Chỉ thích bắn nhau thôi. Đúng là thằng ngu. Không hiểu sao nó lại đẩy ra nó bắn nhau với cả thằng ở Connect làm cái gì. Rõ ràng là ở khoảng tham minh này thì phải thừa biết rằng sẽ có người kề với Connect rồi. Lần này Genrai quyết định cầm một khẩu shotgun để kê trong bom site B, à drop zone rồi. Sẽ có lửa để trả vào chuồng gà, tuy nhiên thì Dead Fox vừa yếu. Nết trả lên là chất rất chất và giờ thì Red đẩy lên, Draken cùng Dead Fox. Red bắn yếu được ES rồi và giờ thì ES hạ cùng Red thành công. 4v4, tiếp tục thì Genrai đẩy lên vào ES. Những tình huống đổi mạng với tốc độ khá cao tới từ NIP. Giờ thì bắt đầu bắn chậm lại rồi. Hellraiser sẽ di chuyển đội hình về một đội hình hậu pick thôi. Vâng, vậy là Bondic đã xuống khu vực drop zone. Tuy nhiên thì Forest vẫn đang kê ở ngoài khu vực outside. Vâng, Forest đang kê drop zone với một khẩu ngắm ư? Tôi có nhìn nhầm không đây? Vâng, giờ thì bắn là trượt tới được Forest. Giờ thì Bondic đang muốn di chuyển. Bondic sẽ bài tờ rồi. Trong khi đó thì hai player của Hellraiser đã bò lên A-Long mà có vẻ như NIP chưa có một ai biết điều này cả. Tham còn là 40 giây. Chỉ cần Bondic không chết thôi. Bondic không chết thì mọi thứ nó sẽ là hoàn hảo dành cho Hellraiser. Và giờ thì sao? Forest đã của Angel thành công. Bondic đã lộ rồi. Và giờ thì Bondic. Bondic nằm xuống với Getrai và chỉ còn một mình Guzik đã lộ vị trí ở khu vực A-Long rồi. Và giờ thì sao? Guzik có một mạng của Dennis. Bây giờ tình huống là 1v3 và tham chỉ còn là 18 giây dành cho Guzik thôi. Vâng, giờ thì Guzik đặt bom. Và giờ thì NIP sẽ đẩy vào. Vâng, và Guzik nằm xuống rồi. Double kill cho Forest trong tình huống vừa rồi. Và đem về đó thắng thứ 5 cho NIP. Một tình huống thi đấu rất mẫu mực với vị trí của Forest. Và giờ chúng ta sẽ đến với round đấu cuối cùng ở lượt Guzik đầu tiên này. Guzik đã bắn cho mình tới 17 frag rồi. Ở map thi đấu trước thì Guzik là khá thọt, tuy nhiên thì sang map tủ cái thì mọi thứ nó đang là khá mượt máy dành cho Hellraiser. Một tỷ số 15 hoặc là 96 sẽ là một tỷ số đẹp để NIP có thể comeback được ở map thi đấu này.
bắt đầu pop flat ra rồi. Tuy nhiên thì Hellraiser sẽ đi đâu trong round này ở đây? Đang chia đội hình ra. Bondic cùng với cả ES sẽ là hai người gây áp lực phụ bóng sải B. Trong khi đó thì ba player còn lại sẽ là người kê ở mid. Đây là một round đấu mà Draken có smoke trả ra che đi tầm nhìn của Draken rồi. Giờ thì sao đây? Ông Draken không hề nhìn thấy gì trong tình huống vừa rồi. Tuy nhiên thì có thông tin tới được vị trí của Forest. Một lửa trả vào rồi. Bây giờ thì Forest chủ động tránh flash. Vâng, không ai check vị trí của Forest cả. Bây giờ thì Forest nằm xuống bay xa. Một lửa trả vào khu bay con ly. Bây giờ thì trong side đó là vị trí của Draken đang bị quay và chỉ còn có 9 máu với Draken rồi. Draken nằm xuống về Gusik và Angel headshot được Red Ride trong khu vực tầng 2. Red đẩy vào smoke và giờ thì double kill cho Isa. Dennis 1v5. Bạn nãy thì Dennis có một tiếng clutch 1v3 nhưng giờ thì 1v5 nó sẽ là khó hơn rất nhiều. Dennis vừa có một mạng rồi và ngay lập tức thì Bondic headshot được Dennis. 15 nghiêng về cho Hellraiser ở bên phía T-side. OVD là kiểu như online ấy bạn. Những người chỉ bán online mà không bán được online đó. Bán online thì rất ghê nhưng mà sang bán online thì thôi đấy. Người ta gọi đó là kiểu OVD kiểu này. À, 15 nghiêng về Hellraiser và đây sẽ là round Piston nền tảng để NIP có thể comeback được hoặc là sẽ sấp mặt nhanh thôi. Vâng, tràn rope zone rồi. Giờ thì Isa có một mạng double kill Isa và Bondic vừa kết thúc đèn đi thành công. Draken đổi đồng mãi khi nằm xuống với Isa. Triple kill Isa vừa rồi, một tình huống mà có triple kill có thể nói là cực kỳ là dễ dàng rồi khi mà Isa đứng dưới chân. Tuy nhiên chả có một ai bắn vị trí của Isa cả và cuối cùng thì Angel là người kết thúc red tại khu vực rope và đem về đo thắng thứ 11 dành cho Hellraiser. Đó, một tình huống mà việc nhẹ lương cao. Đây, ui dồi, thế này thì mình cũng làm được chứ đừng nói gì đến mấy cái ông Hellraiser này. Đó, nhảy xuống xong cứ đưa đầu, cứ đưa đầu vào tâm rồi, thế thì ai chả bắn được. Sướng quá đi chứ lại. Đó, mà giờ thì Gusik đang muốn lùi về. Gusik có thông tin rồi. Bộ đôi bắn bom xe của Hellraiser sẽ là Kusik và Deadfox. Vâng, cáo chết. Giờ thì cáo chết. Vâng, có smoke được trả ra. Kusik liệu ok sau quả smoke này hay không đây? Khá tỉnh đòn tới được vị trí của Kusik. Tuy nhiên thì Deadfox đã bắn yếu được Draken rồi. Vâng, đang có quả smoke one way dành cho Forest. Khá lắm trò. Vâng, tham vẫn còn là 1 phút và NIP họ đang hầu rất đông ở trong khu vực bom sai A này. Hầu tới 4 A-long và một mình vị trí của Draken đang là người có vẻ như muốn xuống khu vực drop zone. Tuy nhiên thì cầm một khẩu Deagle xuống khu vực drop zone thì chưa bao giờ là dễ dàng cả. Vâng, Gusik chủ động cương skill luôn. Bây giờ thì có flash được trả ra tới chị Gusik. Giờ sao Gusik headshot được Forest rồi và ngay lập tức thì Red đổi mạng Gusik thành công những cái nằm xuống bởi Deadfox. Bây giờ thì trong bom xe còn đó là Deadfox. Vâng, thêm một người rotate về rồi. Giờ thì Deadfox có đắp một kill khi headshot được Red Rai. Red bắn lỗi rồi. Red bịa gục bởi Bondic và giờ thì Draken nằm xuống bởi Issa. 12-5 nghiêng về Hellraiser và round tiếp theo sẽ là một round đấu mà NIP full eco. Và tỷ số thì đương nhiên rồi, chắc chắn nó sẽ là 13-5 rồi. NIP sẽ phải all in ở trong round đấu thứ 18-19 của trận đấu.
Vâng, chả nhẽ lại có hai kèo under trong một ngày mà mình cắt được. Nó có phải là điều hơi khó không nhở? Và giờ NIP cũng nhảy rope zone thôi, xong rồi. Issa có mạng của Dennis. Giờ thì Bondic ông Forest thành công. Và Bondic có double kill rồi. Và cuối cùng thì đó là triple kill tới như của Bondic. Một tình huống cầy tiền là dễ tới được Bondic rồi. Ông cầm MP9 làm 3 mạng, 1.800 tiền. Easy money bro. Key round của trận đấu dành cho NIP ở trong round này. Thua round này thì NIP sấp luôn, không nói nhiều. Cơ hội để NIP có thể thắng được round này đó là Hellraiser. Họ vẫn đang giữ cho mình tới 3 khẩu SMG, 2 MP9 và 1 UMP. Tuy nhiên thì những khẩu SMG mà bắn ở tầm gần mà bắn vào đầu thì nó còn nguy hiểm hơn cả một khẩu M4. Vâng, giờ thì lộ vị trí rồi. Bondic ngay lập tức là có lửa ra, rất khó chịu vì chưa Bondic rồi. Và giờ thì sao? Deadfox trả bằng quả smoke rất hợp lý nhưng không vào đường chơi dại tới được Usyk. Cầm MP9 ra đi pre-fight với AK bao giờ không. Và vừa rồi thì có lợi thế hơn người như NIP. Trong khi đó thì Hellraiser đang bắt bài và họ đang bắn tới 3 bom xe A. Issa là người giữ khu vực drop zone, khó thế NIP rồi. Cơ hội là còn nguyên của Hellraiser. Vâng, giờ thì Bondic đang muốn pick người. Vâng, Bondic vừa yếu rồi, một quả nết vào người. Giờ thì Forest hạ cùng với Angel thành công. Deadfox đổi cho mình một mạng của Forest. Vâng, nhưng Bondic lộ vị trí rồi. Và giờ thì Bondic vâng, chỉ là một khẩu MP9 thôi. Bắn tầm xa thế là rất khó cho Bondic. Issa vẫn đang làm gì ở B-Long kìa. Deadfox có đó một kill rồi. Deadfox vừa bắt được Gatry trong một tình huống biter không thành công. Nhưng Dennis lại một Bondic ở cực chắc. Và giờ thì sẽ là một tình huống 2v2. Tuy nhiên thì Issa đang làm cái đéo gì ở trong khu vực B-Long kìa. Deadfox thì muốn cứu bom trong round này. Tuy nhiên thì Issa lại đang di chuyển về là quá chậm. Vâng, có vẻ như sẽ là có một round đấu muốn bắn yếu súng rồi. Vâng, nếu Deadfox đổi được hai súng trong round này thì round đấu tiếp theo cũng sẽ là một round đấu cực kỳ vất vả cho NIP. Nhưng ngay lập tức thì Draken headshot được Deadfox rồi. Vâng, round thắng thứ 6 dành cho NIP. Đúng rồi, hôm nay là hai trận BO1 anh em ạ. Vâng, bây giờ thì Usyk có cái ống đẩy lên khu vực mid rồi. Tuy nhiên thì đây là một trận đấu mà NIP sẽ đánh khu vực bom xe B nhanh. Còn có lửa được trả ra. Rất thính tới được vị trí của Issa. Bây giờ thì sao đây? Vâng, nhảy xuống rồi. Issa không check. Vâng, Issa không nhìn thấy. Bây giờ thì Issa có một mạng Bondic ông Raken. Nhưng giờ thì Dennis có thì mình double kill. Triple kill dành cho Dennis rồi. Vâng, một tiếng tăng vào trong sai làm ba cái mặt mà không mất một máu nào tới thì vị trí của Dennis cả. Quá xuất sắc trong tiếng vừa rồi. Bây giờ thì Deadfox sẽ di chuyển như nào đây? Có lẽ sẽ tiếp tục có một nào xếp súng nữa hay chăng? Một tiếng ống tăng vào trong sai cực kỳ mẫu mực tới được vị trí của Dennis. Và tỷ số thì chắc chắn sẽ là 7-13 dành cho NIP rồi. Một tiếng ống tỏa sáng cá nhân tới được vị trí của Dennis. Nếu mà Dennis lại có một phong độ cao như thế này thì khả năng là NIP vẫn có thể comeback được. Vừa thắng cho mình một key round và giờ thì Hellraiser hết tiền rồi. Tuy nhiên thì với cái việc xếp được một khẩu M4 và một khẩu ngắm thì có lẽ là sẽ vẫn full bài tới từ Hellraiser rồi. Vâng, vậy là quyết định full bài rồi. Một key round tiếp theo dành cho NIP.
cơ sở để comeback. Nếu thắng round này thì NIP sẽ lên liền được một mạch. Ờ, một tiếng tăng của bom xe B và giờ thì Gusik hạ gục Raken thành công rồi. Red bị bắn yếu và Red nằm xuống với Bondic nhưng Get Rai đổi mạng Bondic thành công. Còn vứt ngược bom lên cùng Rope Zone và giờ thì đang có lợi thế hơn người cho Hellraiser. Angel đang kê một góc khá điếm ở đây. Tuy nhiên thì mid đang có một người, đó là vị trí của Dennis. Và giờ thì Dennis nếu nằm xuống với Deadfox thì mọi thứ nó sẽ là cực kỳ khó cho NIP. Vâng, giờ thì sao đây? Thôi xong rồi. Vâng, Deadfox sẽ nằm thiếu này rồi. Bỏ người hay không? Vậy là Dennis hạ cùng Deadfox thành công. Giờ thì sao? Vâng, Angel kết thúc được Get Rai rồi. Get Rai bắn lỗi quá bạn ơi. Get Rai bắn quá lỗi thì vừa rồi. Và bây giờ thì lại là 3v2, lợi thế một lần nữa dành cho Hellraiser. Vẫn chưa thể vào được và có một tiếng vứt bom ngược ra. Giờ thì có xin một flash hay không? Forest trắng lái rồi. Và giờ thì Forest đổi được một mạng của Angel trước khi nằm xuống với Issa. 1v2. Vâng, Dennis đã có cho mình riêng một mạng rồi. Giờ thì Dennis lại headshot được Issa. Bắn quá bay tới đến vị của Dennis và giờ thì time còn là 25 giây. Vâng, Gusik sẽ di chuyển như thế nào thì bố này đây. Gusik đang cầm khẩu ngắm. Tuy nhiên thì Dennis có thừa kinh nghiệm và giờ thì Dennis lại có một tình huống clutch 1v3 thành công nữa và đem về là thắng thứ 8 cho NIP. Kinh hợp clutch Dennis. Vãi cả đái ơi. Vâng, Dennis đang bắn như một con thú. Vâng, đây là một round full eco dành cho Hellraiser rồi. Dennis đã bắn quá tốt, 12-2. Vâng, giờ thì sao? Gusik lại đổi được một mạng của Red. Không có một tiếng đổi mạng cần thiết trong tình huống vừa rồi tới từ Draken. Vâng, một round eco, giờ thì sao? NIP Getrai vừa hạ gục được Deadfox. Vâng, đội hình của Hellraiser đang bị chia cắt khi mà Getrai đã chiếm được hoàn toàn khu connect rồi. Giờ thì Gusik sẽ di chuyển như nào đây? Khá khó cho Gusik trong tình huống này. Ông đang phải kề một lúc tới hai đường. Giờ thì Getrai vẫn đang hầu lại được ở khu vực connector. Và giờ thì Getrai. Vâng, Getrai headshot ở Bondic và Forest ở Angel thành công. Giờ thì sao? Vâng, Gusik lộ vị trí rồi. Gusik. Vâng, Gusik nằm xuống với Forest rồi. Double kill cho Forest và giờ thì còn một mình Issa với một khẩu Dingo rồi. Vâng, 9-13 dành cho NIP. Và giờ thì Issa đang muốn đẩy ngược lên. Vâng, vậy là Issa nằm xuống rồi. Mạng dành cho Dennis. Một tình huống mà rõ ràng là Dennis đã hack não được hoàn toàn các thành viên bên phía Hellraiser. Dennis tình huống vừa rồi biết được rằng Red đã rơi một khẩu AK với lò, ngay lập tức Dennis đẩy ra, không hề cho ES một tình huống nào để có thể nhặt súng được cả. Một key round tiếp theo, và nếu NIP lại ăn được round này thì họ comeback. Thật sự là sẽ comeback được luôn. Một map đấu nó đang là khá thiên về bên phía T-side. Vâng, giờ Get Ride được xuống vực Rope Zone rồi. Tuy nhiên thì có một nade được trả vào. Giờ thì sao? Vâng, tự trả smoke ra tới được Get Ride. Khá khó chịu. Sẽ là một round đấu đánh vào khu bom say B dành cho NIP thôi. Tuy nhiên thì số lượng bom mìn của Hellraiser vẫn đang còn là rất nhiều. Bondic vẫn đang có một lửa và Angel thì lại có một smoke. NIP sẽ chưa thể vào được sai. Trong khi đó thì bom say A đang được đẩy ngược lên tới được vị trí của Deadfox rồi. Vâng, giờ thì Gusik hạ gục Red. Bondic kết thúc được Get Ride trước khi nằm xuống bởi Gusik rồi. Triple kill của Gusik và đó là quả đa kill dành cho Gusik trong round đấu vừa rồi. Ông thì cũng bắn ốp cực hay giờ thì bị Gusik cứ lắc ra là một mạng rồi. Ông bắn cực kỳ tin tay. 14-9 dành cho Hellraiser. Một tình huống Gusik đã dập tắt hoàn toàn những hy vọng của NIP trong round vừa rồi.
Bắn thì thôi đấy, vãi chưởng luôn. Tiếp tục thì có nhu cầu tăng tích nữa dành cho NIP. Một tình huống khó mõm tới được gù xích. Tuy nhiên thì NIP vẫn có thể thoải mái full bài khi mà họ đã thắng liên tiếp khoảng tầm 3 đến 4 round đấu rồi. Ở đây sẽ là một round đấu key round, vẫn có cơ hội cho NIP có thể comeback được. Bây giờ thì một tình huống tràn A rồi. Gu xích lại là gu xích, và một lần nữa thì gu xích có một bạn. Gu xích bắn yếu Raken rồi. Và giờ thì gu xích nằm xuống với Dennis. Dennis đang tăng vào. Tuy nhiên thì Bondic lại cùng Red thành công. Giờ thì sao? Vâng, Bondic, Dennis có ra một kill nhưng ngay lập tức Red phong đổi mạng thành công. Forest hạ cùng ăn rồi. Giờ thì Forest có hai mạng rồi. Isa sẽ có thiếu 1v2. Vâng, hai thành viên của NIP đã yếu máu trong round này rồi. Giờ thì Isa có muốn đẩy qua smoke hay không đây? Vâng, mid là có người. Giờ thì Isa hạ cùng Forest. Raken thì còn có 14 máu thôi. Vậy xà sẽ di chuyển như thế nào đây? Vâng, vẫn đặt bom tới từ Raken. Và giờ thì sao? Vâng, có vẻ như Raken chưa biết được vị trí của Isa trong tình huống này. Vâng, một góc kê là rất đẹp tới được vị trí của Isa rồi. Rồi Isa, vâng, dưới chân kìa bạn ơi. Thôi xong rồi, một tiếng di chuyển cũng là rất nhiều não tới được vị trí của Raken. Vâng, giờ thì lộ vị trí rồi. Tuy nhiên thì ở góc như thế này bắn cũng là khó cho Raken. Và giờ thì sao? Vâng, no scope. Ôi trời ơi, no scope. Nhà quê, nhà quê. What the fuck are you doing, Raken? Vai cả đái ạ. Đéo hiểu sao no scope. Không hiểu Raken nghĩ cái gì không thì cũng vừa rồi nữa. Rõ ràng là Isa không biết. Chồng đít vào bắn mà còn trượt nữa thì chịu rồi. Vâng, giờ thì Isa headshot ở đèn đít trước khi nằm xuống về Raken. Một tình huống mà chủ động đẩy lên pick người tới đi Isa. Giờ thì sẽ có thêm một flash nữa. Bom xe A đang được kê bởi Forest. Bây giờ thì NIP đang muốn chiếm khu vực drop zone. Những quả flash rất đĩ đời tới từ vị trí của Getrai cũng như là ai đó đây. Vâng, bây giờ thì Forest đang bò vô cùng bom sai A. Hellraiser đang solo A với vị trí của Deadfall của vùng middle. Vâng, một tướng đi qua nhau như chưa từng quen. Nếu tình huống này mà Forest bò một phát về trong khu vực Connect và ăn được thanh niên của khu vực Connect thì mọi chuyện nó sẽ là cực kỳ ok. Bây giờ thì Bondic hạ cùng Red Rai rồi. Bondic tiếp tục headshot được Red. Bây giờ thì sao? Bondic có thì mình double kill. Giờ thì bom đang giữ khu vực belong. Tuy nhiên thì bom sai A đã được chiếm về Forest rồi. Rồi thì Forest đang check. Vâng, Forest sẽ là key player thì huống này. Vâng, nhưng có vẻ như đã có thông tin gì đó thì Bondic kê ngược vào bom xe A. Giờ thì Bondic headshot được Forest. Một điều Forest bắn trước, tuy nhiên thì lỗi quá và cuối cùng thì cú xích kết thúc nào đấu và tỷ số là 16-9 nghiêng về cho Hellraiser. Một điều hóa chó tới được vị trí của Bondic và bắn là cực kỳ ghê. Và mình đã hoàn thành xong trận thi đấu hôm nay giữa NIP cùng với cả Hellraiser. Một trận thi đấu có thể nói là tấu hài khá mạnh ở ván thi đấu thứ hai dành cho NIP. Rất cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại anh em ở những ngày thi đấu tiếp theo. Cảm ơn anh em rất nhiều. Yes, oh my gosh. Okay.